Nhật giá ga hôm nay. Giá ga Petro, giá ga Sài Gòn giảm 2.950 đồng một ký, đã VAT tương đương giảm 35.500 đồng một bình 12 ký kể từ ngày 1 tháng 6. Với mức giảm này, giá ga bán lẻ, giá ga Sài Gòn đến tay người tiêu dùng sẽ giảm 365.500 đồng một bình loại 12 ký. Tương tự, thương hiệu ga City Petro cũng thông báo mức giảm. Theo đó, giá bán lẻ đến tay người tiêu dùng ở mức 403.000 đồng bình 12 ký, 1.511 đồng bình 45 ký. Giá ga Petro Limit bán lẻ đã bao gồm VAT từ ngày 1 tháng 6 tại thị trường Hà Nội là 371.600 đồng bình dân dụng 12 kg, 1.486.300 đồng bình công nghiệp 48 kg, lần lượt giảm 33.640 đồng bình 12 kg và 134.660 đồng bình 48 kg. Công ty cổ phần kinh doanh LBR Việt Nam chi nhánh miền Nam cũng cho hay kể từ ngày 1 tháng 6, giá ga của thương hiệu này giảm 35.000 đồng bình 12 kg và 131.250 đồng bình 45 kg so với tháng trước, tương đương giảm 2.917 đồng ký đã bao gồm VAT. Như vậy, giá bán lẻ ga của thương hiệu này đến tay người tiêu dùng là 384.912 đồng bình 12 kg và 1.443 đồng bình 45 kg. Trong khi đó, công ty cổ phần thương mại dầu khí Thái Bình Dương cho biết từ ngày 14 tháng 6, giá ga của công ty này giảm 35.500 đồng bình 12 kg và 148.000 đồng bình 50 kg. Theo đó, giá bán lẻ đến tay người tiêu dùng của thương hiệu này là 403.000 đồng bình 12 kg và 1.678 đồng bình 50 kg. Như vậy, giá ga đã quay đầu giảm sau một lần tăng. Tính từ đầu năm đến nay, giá ga đã có 2 lần tăng và 4 lần giảm, với tổng mức giảm 123 đồng bình 12 kg. Hiện giá ga, giá nguyên liệu này ở mức tương đương tháng 6 2022. Đà giảm của giá ga trong nước lần này là do giá ga thế giới tháng 6 chốt ở mức 44 USD tấn, giảm 110 USD tấn so với tháng 4. Hiện nguồn ga trong nước đang nhập khẩu khoảng 60%, nên giá ga bị chi phối và ảnh hưởng bởi giá ga thế giới. Cập nhật giá ga hôm nay đến đây cũng hết. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video giá ga tiếp theo. Xin cảm ơn.